Chào các bạn, ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn quả cầu gỗ bay xanh đường kính khoảng gần 26 phân. Quả cầu này là cực lớn. Tôi xoay các bạn xem vào. Quả này đều đẹp, chun gỗ rất là ok. Quả này mới tiện thôi, bây giờ tôi mới đây chun này các bạn. Đấy, tôi có bật đèn flash mà phải quay nó hơi xa. Lên cái nữa soi các bạn nhìn cho nó dễ. Cái này có cái chân rất đẹp nhưng mà vì nó to quá nên chỉ quay được phần quả đã. Tí tôi sẽ nhấc ra cho các bạn xem phần chân sau. Đây, chính hiệu bay xanh đổi màu. Đấy. Cái đèn flash nó hơi xa, tôi dí vào đây gần gần thì các bạn nhìn cho nó dễ nhìn. Đây, phần này là phần chun gỗ rất là đẹp. Con này đường kính gần 26 các bạn nhé. Đây. Này tôi soi kỹ ở đây các bạn xem. Nó lên màu rất là tốt. Gốc. Không có vết nứt nhất gì đâu. Chun gỗ xa rất là sáng. Một tí đây. Đấy. Cái này là phần thịt nó. Ok. Dưới. Rồi. Vân gỗ dạng kiểu cái vân tay luôn. Đấy. Tiếp. Đây các bạn. Đẹp. Đây. Mới đủ một vòng chưa nữa. Đây phần dưới đáy của cầu. Nó hơi có sụn u. Sáng tuyệt các bạn. Cầm đèn flash thì soi các bạn nhìn nó mới rõ. Phần trên là phần thịt thì nó không có cái gì đâu, sáng màu thôi. Có lẽ em đã sắp sang cái phần u lúc nãy em thôi xoay. Đây. Tốt, con này quá tốt. Chỗ này có lẽ là phần đẹp nhất của cầu. Xoay được một vòng rồi. Bây giờ tôi sẽ đo phần đường kính.
Để bút vạch vào đây luôn, không các bạn bảo dân gian đường kính nguy hiểm. Nó lại các bạn nhé. Đâu lại nó khách quan. Đây chỗ tôi vạch đây nhé. Đây. Tám mươi. Chỗ này nó vào 82/2. Tám mươi hai phân. Đường kính của cầu vào 26 phân. Đó, cầu cơ bản như vậy. Chiều cao từ đáy lên cỡ khoảng 38 phân. Cầu này quá nặng. Đây là cái đế của cầu. Đế thì các bạn xem qua qua thôi. Cái này có cái chun khá đẹp. Hơi một xíu vết ở đây, nhỏ, rất nhỏ. Chiều cao đế vào khoảng 13 phân, gần 13 phân. Đường kính khoảng 12 phân. Đây là toàn bộ hình ảnh của cầu.
chuyển qua cái phần xem lỗi của quả cầu này. Quả cầu này thì nói chung là đều đẹp, nhưng mà có một cái vết lỗi vá của nó. Tôi sẽ quay lên cái chỗ vết vá các bạn xem. Trước hết thì xoay phần đầu. Phần đầu đẹp hoàn toàn các bạn. Đẹp hoàn toàn, không có lỗi gì đâu. Nó chỉ có duy nhất một cái vết vá mà tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đây vết vá của nó đây. Còn này duy nhất có một vết lỗi vá đây. Mình sẽ lấy thước đo các bạn xem cho dễ. Nó bị thủng mất một vết. Chỗ này khoảng độ 7 phân. Chiều ngang chỗ to nhất khoảng 3 phân. Vết ở đây. Các bạn xem được kỹ nhé. Đây là phần đáy. Đáy cho đây giờ vết người ta khoan bắt đinh. Bắt đinh mà treo lên để khoan của, để mà phun bóng quả cầu. Chứ người ta không đặt xuống dưới nền. Vết thì nó, cái này thì nó ở bên dưới thôi. Nhưng chúng ta xoay quả cầu lên trên. Ví dụ như này chẳng hạn. Thì cái vết này coi như là không thấy gì. Đấy. Đấy. Tôi xoay thật kỹ các bạn xem nhé. Rồi chơi thì cái vết kia nó sẽ nằm dưới bên dưới. Mình sẽ không nhìn thấy gì ở đây cả. Bây giờ tôi sẽ đặt lên cái đế cho các bạn xem. Đặt thật xa cho các bạn xem cách nó tập thể. Thế này thực ra là sáng. Cái đế gỗ này vân gỗ rất đẹp, rất hợp quả cầu. Đây, cái vết vá nó nằm ở tít dưới này. Tôi đi thu gần các bạn xem có thấy được gì không. Đây, nó nằm tít bên dưới. Có lẽ phải hạ thấp xuống. Tôi sẽ hạ thấp cái camera xuống. Đây là nhìn cách trực diện trên. Nó nằm đây.
Nằm đây các bạn ạ. Phải nhìn từ dưới lên thì mới thấy được. Còn nhìn ngang hay là nhìn từ trên xuống thì hoàn toàn là không thấy cái gì cả. Đấy. Tôi thì tôi muốn quay các bạn nó thật kỹ, thật là rõ các góc các hướng để các bạn có xem ấy, thì các bạn cũng xem nó cách nó trực quan nhất, chứ không có gì mà phải giấu những cái vết hay là những cái gì có vấn đề ở quả cầu cả. Quả này quả nó rất là đẹp thôi. Đồ gỗ thì đôi khi nó không tránh được những cái vết nứt, vết sâu, vết phổi của gỗ. Tôi xoay kỹ các bạn xem. Xem cái quả cầu này nó to như nào thì tôi so sánh các bạn với quả cầu 14 phân. Đây quả cầu đường kính 14 phân nhỏ tôi đang có. Nó đặt cạnh quả 26 phân để các bạn so sánh cho nó dễ. Xem mức độ nó to như nào. Bạn nào có mua hàng hay cần quả cầu nào liên hệ với tôi qua số Zalo hiện trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video.